Giá Bitcoin hôm nay ngày 27 tháng 8 bất ngờ sập giảm. Xin chào các bạn đến với kênh cập nhật giá Bitcoin hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui. Sau đây mời các bạn cùng cập nhật tin tức về thị trường Bitcoin. Bitcoin lao dốc không phanh, có thời điểm về sát 46.000 USD trong 24 giờ qua, khiến nhiều tiền ảo khác cũng lao đầu mạnh. Trên sàn CoinShares, lúc 6 giờ 30 phút giờ Việt Nam, giá Bitcoin đứng mức 47,3 ngàn USD, giảm 3,4%, tương đương mỗi coin mất 1.677 USD. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 33 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận 890 tỷ USD. Dù vẫn có một số ý kiến lạc quan, song đa số các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhận định Bitcoin đã có dấu hiệu đi xuống, mức giá tiếp theo có thể là 42.000 USD. Tuy vậy, về lâu dài, giá Bitcoin có thể đạt ngưỡng 50.000 đến 60.000 USD. Thậm chí, có dự đoán còn cho rằng giá Bitcoin có thể chạm ngưỡng 100.000 đô một đồng vào cuối năm, bất chấp những chỉ trích về tác động đối với môi trường và các cuộc trấn áp trên toàn cầu với đồng Bitcoin. Sau đây mời các bạn theo dõi thêm một số tin tức khác về Bitcoin và thị trường crypto khác nhé. Người chơi AC Infinity phải đóng thuế từ thu nhập trò chơi ở Philippines. Giữa sự thành công to lớn của trò chơi tiền điện tử AC Infinity ở Philippines, một báo cáo ngày 23 tháng 8 từ Inquirer dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Philippines Anthony Tionco làm rõ rằng bất kỳ khoản lợi nhuận nào thu được thông qua các trò chơi kiếm tiền đều phải chịu thuế thu nhập. Tuy nhiên, Tionco thừa nhận rằng các nhà lập pháp vẫn chưa phân loại liệu NFT trong trò chơi AC hay token gốc Smooth Love Potion SLP và AC Infinity Shop ASS được xem là chứng khoán hay tiền tệ. Trong khi cả SLP và ASS đều kiếm được thông qua trò chơi AC Infinity, SLP hoạt động như một loại tiền tệ trong trò chơi, trong khi ASS là token quản trị của cộng đồng AC. Tianco cũng nhấn mạnh rằng Sky Mavis Studio trò chơi Việt Nam đã phát triển AC Infinity, không đăng ký với Cục Doanh thu Philippines mặc dù tạo ra thu nhập từ các nguồn có trụ sở tại Philippines. DeFi GVL đạt mức cao nhất mọi thời đại mới 157 tỷ USD. Dữ liệu từ Mastery cho thấy phần lớn trong số 10 token DeFi hàng đầu đã tăng hơn 20% trong 30 ngày qua, với các dự án như Bancor, PNT và ToeChain Rune đạt mức tăng vượt quá 115%. Hai lý do chính cho thấy các dự án trong hệ sinh thái DeFi đang có được sự thúc đẩy tăng trưởng mạnh. Một, dữ liệu từ DeFi Llama cho thấy TVL trong tất cả các giao thức DeFi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 157 tỷ USD vào ngày 22 tháng 8 và nhiều nhà phân tích tin rằng TVL là một trong những tác động lớn trong hệ sinh thái DeFi. 2. 3 tháng qua đã chứng kiến sự xuất hiện của các giao thức DeFi mới phổ biến như DinoSwap và sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh với mạng Ethereum như Avalanche, AVAX đã giúp nguồn tiền mới đổ về hệ sinh thái DeFi. DinoSwap và Avalanche đã được hưởng lợi từ việc người dùng bỏ phí cao trên mạng Ethereum vì cả hai đều giảm phí giao dịch và thời gian xử lý nhanh hơn thông qua thúc đẩy lớn cho Ethereum Name Service ENS khi Budweiser mua domain Beardock ETF. Thương hiệu bia nổi tiếng Budweiser vừa mua tên miền Beardock ETF thông qua OpenSea với giá 30 ETF khoảng 100.000 đô la. Ngoài động thái tích cực với Ethereum Name Service ENS, thì thương hiệu bia này còn tham gia vào thị trường NFT với việc mua một trong những NFT trong bộ sưu tập Rocket Factory của Tom Sack. Ethereum Name Service ENS là dịch vụ cung cấp tên miền được phân phối và chạy trên blockchain Ethereum. Mục đích của ENS là ánh xạ các tên có thể đọc được với các mã nhận dạng mà máy có thể đọc được như địa chỉ Ethereum, các địa chỉ tiền điện tử khác metadata. ENS hoạt động giống như dịch vụ tên miền DNS trên World Wide Web tiêu chuẩn. Nhiều tên miền đặc biệt thường được bán với số tiền rất lớn, chẳng hạn như ở GoDaddy có tổng hợp 25 tên miền đắt nhất hiện nay như carinsurance.com được bán với giá 49.7 triệu USD, insurance.co được bán với giá 35.6 triệu USD. Theo một bài đăng trên Reddit gần đây, ArchieStock ETF đã bán với giá 10 ETF, trong khi Collector.doc ETF cũng được bán với giá 10 ETF. ENS vẫn là một lĩnh vực chưa được khai thác nhiều, nhưng mọi thứ đang dần thay đổi. Dữ liệu từ OpenSea cho thấy trong 90 ngày qua về doanh số bán hàng trên ENS cho thấy giá trung bình là 0.6085 ETF, 1.820 đô la và 632.8817 ETF, 1.9 triệu USD. Shopping.io hợp tác với Tron cho phép khách hàng dùng TRX để thanh toán. Sự hợp tác mới nhất của Shopping.io với Tron, hệ điều hành dựa trên blockchain lớn và phổ biến nhất thế giới. Điều này cho thấy xu hướng nhằm nhanh chóng củng cố vị trí của mình như một cửa hàng thương mại điện tử duy nhất dành cho người nắm giữ tiền điện tử. Tron sử dụng các tính năng của công nghệ mạng blockchain và B2B để loại bỏ trung gian và cho phép người tạo nội dung bán tác phẩm của họ trực tiếp cho người tiêu dùng. Bắt đầu từ hôm nay, chủ sở hữu TRX đã có thể chi tiêu token của họ trên nền tảng thương mại điện
tử của shopping.io và mua hàng trên Amazon, eBay, Walmart và Etsy. Khi sử dụng TRX để thanh toán, sẽ được giảm giá 2% cho tất cả các mặt hàng trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Người đứng đầu Facebook Financial cho biết, Facebook chắc chắn sẽ có động thái với NFT. Người đứng đầu Facebook Financial, David Marcus, cho biết, gã khổng lồ về mạng xã hội đã tìm thấy được cơ hội để kết hợp các NFT cùng với sự ra mắt sắp tới của ví tiền điện tử Novi. Trong một cuộc phỏng vấn mới với Bloomberg, Marcus giải thích cách tiếp cận rộng rãi, hướng tới tương lai của công ty và cách nó liên quan đến Metaverse, vũ trụ trực tuyến của các thế giới ảo được kết nối với nhau. Khi bị ép hỏi về các kế hoạch trước mắt của Facebook liên quan đến NFT, thì Marcus cho biết rằng, còn quá sớm để nói trước điều gì, nhưng chúng tôi đang ở vị trí thật sự tốt để làm điều đó. Khi bạn có ví tiền điện tử tốt như Novi, thì bạn cũng phải nghĩ cách để giúp người tiêu dùng hỗ trợ NFT. Đây thực sự là một lĩnh vực đáng để khám phá và là nơi để chúng tôi có tác động tích cực cho cả người sáng tạo và người tiêu dùng ở phía bên kia.